Những điều chưa biết về máy bay Altro L-39 Batros Altro L-39 Batros là một chiếc máy bay huấn luyện đa tính năng được phát triển tại Tập khách để đáp ứng các yêu cầu cho loại C-39 trong thập niên 1960 để thay thế chiếc L-29 Daffin. Đây là chiếc đầu tiên của thế hệ máy bay huấn luyện phản lực thứ hai và là chiếc máy bay huấn luyện sớm nhất được trang bị động cơ tuốc binh phản lực cánh quạt và sau này được nâng cấp thành loại L-59 Super Albatross và L-139 mẫu thiết kế này vẫn đang được chế tạo ở tình trạng được nâng cấp thành L-159 AK. 2.800 chiếc L-39 vẫn hoạt động trong hơn 30 lực lượng không quân trên khắp thế giới. Chiếc Albatross rất linh hoạt, có thể đảm đương các phi vụ tấn công hạng nhẹ ban ngày, cũng như vai trò huấn luyện phi công và vai trò thông thường nhất của nó là máy bay huấn luyện. L-39 có cánh lần đầu vào ngày 4 tháng 11 năm 1968 và được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên Xô, Tiệp Khắc và tất cả các nước thuộc khối Warsaw, ngoài trừ Ba Lan nước này sử dụng loại máy bay phản lực thế hệ đầu tiên TS-11 Eagles của họ. Từ năm 1971 trở về sau, L-59, tên định danh trước kia là L-39MS, một bản thiết kế cải tiến được trang bị động cơ tốt phản lực cánh quạt TV-2 vẫn còn được chế tạo đến tận năm 1999. Lịch sử hoạt động, tuy các phiên bản mới hiện đang thay thế những chiếc L-39 cũ, hàng ngàn chiếc vẫn còn đang ở tình trạng hoạt động tích cực với nhiệm vụ là máy bay huấn luyện và nhiều chiếc khác đã được chuyển đổi sở hữu thành tài sản của các cá nhân trên khắp thế giới. Điều này đặc biệt rõ tại Hoa Kỳ, nơi cái giá 2.000 đến 3.000 đô la khiến chúng trở nên rất thích hợp với các phi công có mức độ tài sản vừa phải cho một chiếc phản lực nhanh nhẹn tư nhân. Từ nổi tiếng khiến chúng được xếp riêng hạng l 39 z Unlimited trong những cuộc đua tại Aero Express. Tới giữa tháng 3 năm 2006, có 250 chiếc L-39 được đăng ký tại Liên bang Hàng không Liên bang Hoa Kỳ. Thông tin bên lề, hai chiếc L-39 ZO xuất hiện trong phim Samborn Tomorrow Never Die. Một chiếc xuất hiện trong phim Law of War 2. Chiếc khác xuất hiện trong phim Kill 2010. Gần đây, năm chiếc a 9 được Corio Squadron thuê thương mại quảng cáo việc chuyển sổ nhãn hiệu công ty cho itNT Một chiếc L-39 đã đâm xuống đất tại triển lãm hàng không Tocos Paris vào ngày 16 tháng 3 năm 2007 tại Spancos Nerons Airport ở Geneva, Florida, làm phi công thiệt mạng. Phi công là luật sư Alan Komenzlaki. 58 tuổi, sống tại Rinevers, một cuộc phi công chiến đấu Iran. Chiếc L-39 được chế tạo cho không quân Urena vào năm 1980 và được giải giáp vào năm 1999. Riêng không quân Việt Nam hiện có tổng cộng khoảng 40 chiếc, gồm 24 chiếc L-39C đưa vào biên chế sử dụng năm 1980-1981 đến năm 2003-2005 tiếp tục được bổ sung thêm 10 chiếc L39Z đã qua sử dụng nhưng được đại tu sửa chữa lớn trước khi chuyển giao. L39 góp phần quan trọng giúp Việt Nam duy trì vị thế là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á tự đào tạo được phi công chiến đấu phản lực. Hầu hết phi công, kể cả lái Su-27-30 của Việt Nam đều đã trải qua quá trình bay huấn luyện trên L39. Dòng máy bay này được đánh giá là sức đáng tin cậy, vận hành hoàn hảo, dễ báo trì, bảo dưỡng, chi phí trên mỗi giờ bay thấp, rất phù hợp với trình độ phi công thợ kỹ thuật và điều kiện kinh tế của Việt Nam. Một chiếc L-39 huấn luyện khác của Việt Nam đã rơi xuống bờ biển thuộc địa phận xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận ngày 5 tháng 6 năm 2007. Hai phi công có mặt trên máy bay tử nạn. Rơi máy bay quân sự ở Phú Yên, một phi công tử nạn. Máy bay quân sự L-39 của không quân Việt Nam vừa có cảnh huấn luyện thì rơi trên cánh đồng ở huyện Đồng Hòa, tỉnh Phú Yên, rạng sáng ngày 6 tháng 8, một phi công tử nạn. Báo tuổi trẻ đưa tin, tại hiện trường cho biết đây là máy bay quân sự loại nhỏ, máy bay rơi ngay trên đồng ruộng. Một số bộ phận bị rơi ra, nhưng phần thân máy vẫn còn nguyên vẹn. Máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện L-39 của trung đoàn 910, số hiệu 8705. Theo nguồn tin này, máy bay bị rơi ngay sau khi có cánh được vài phút. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay có hai phi công. Hiện, lực lượng cấp cứu công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu nạn. Toàn bộ khu vực máy bay rơi đang bị phong tỏa hoàn toàn. Lãnh đạo đơn vị đang tập trung tối đa cho công tác cứu hộ. Đại tá Vũ Đức Quý, Phó hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân xác nhận chiếc máy bay đã rơi tại vị trí trên. Theo thông tin từ đại tá Quý, một học viên phi công đã hy sinh. Hiện lãnh đạo đơn vị đang tập trung tối đa cho công tác cứu hộ và xác định nguyên nhân chiếc máy bay huấn luyện L39 gặp nạn. Được biết, L39 là máy bay huấn luyện đa tính năng thuộc dòng hiện đại nhất của Không quân Việt Nam được phát triển tại Cộng hòa Séc. L39 có cánh lần đầu vào ngày 4 tháng 11 năm 1968. Trong khi đó, phi công F-35 của Mỹ được đào tạo bằng máy bay T-38 sản xuất từ năm 1950. L-59 được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên bang Soviet, Cộng hòa Séc và tất cả các nước thuộc khối hiệp ước Warsaw, sát ngoại trừ Ba Lan từ năm 1971 trở về sau. L-59, tên định danh trước kia của L-39, là một bản thiết kế cải tiến, được trang bị động cơ thuốc binh phản lực cánh quạt TV-2, vẫn còn được chế tạo đến tận năm 1999. Máy bay T-39 được trang bị hai động cơ AI-25TL được sản xuất tại Ukraine, tốc độ bay tối đa đạt 980 km h tầm bay với lượng nhiên liệu cực đại là 1.750 km, thời gian hoạt động là 3 tiếng 50 phút, tròn bay 11.000 m. Bên cạnh là một máy bay huấn luyện thì L-39 còn có khả năng chiến đấu với trang bị vũ khí lên tới 1.290 kg trên 4 mẫu cứng bên ngoài gồm tên lửa không đối không K-13, súng máy 7,62 mm, bom rơi tự do và bom 7, rocket thùng dầu phụ. Hiện, trung đoàn không quân 910 là nơi thực hiện công đoạn cuối cùng trong quá trình đào tạo phi công của trường sĩ quan không quân. Sau 2 năm đầu học lý thuyết cơ bản tại trường và 3 năm làm quen với máy bay Yak-52, năm học thứ tư học viên được huấn luyện thực hành tại đây với máy bay L-39 hoặc trực thăng 18. Các học viên đang được điều khiển máy bay L-39 là những học viên xuất sắc, được tuyển chọn rất các cao để khổ luyện thành phi công chiến đấu lợi giỏi, hướng đến lái những chiến đấu cơ hiện đại. Thiếu tá Nguyễn Minh Nhật, Phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn 910 cho biết. Từ số lượng học viên ban đầu đến lúc huấn luyện trên máy bay chỉ có 1 phần 3 đủ năng lực điều kiện học lá máy bay phản lực. Muốn trở thành phi công quân sự, đòi hỏi học viên phải nắm chắc lý thuyết cơ bản, lý thuyết thực hành bay cũng như rèn luyện kỹ năng bay đến trình độ tinh nhuệ. Do vậy, còn phải có bằng lĩnh cao và sức khỏe tốt. Để rèn luyện thể lực, ngay từ đầu, học viên phải tập luyện các bài tập khó như xoay vòng ly tâm, vòng quay trụ, đu quay. Tốc độ quay càng nhanh, số vòng càng nhiều sẽ là cách để học viên rèn luyện tiền đình. Tiền định vững là điều kiện bắt buộc đối với phi công quân sự khi bay ở độ cao hàng ngàn mét và thực hiện các động tác bay chiến đấu. Học viên và học nhảy dù từ trực thăng để làm quen với độ cao. Đặc biệt, để đủ điều kiện lái Su-30, các phi công chiến đấu cơ Việt Nam đều phải tốt nghiệp khóa đào tạo trên máy bay L-39. L-39 từng gặp một số tai nạn khiến phi công thiệt mạng, trong đó có những phi công dài dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, nguyên nhân của phần lớn vụ tai nạn lại không được xác định nhiều vụ tai nạn ban đầu được xác định là do kỹ thuật hỏng động cơ, tuy nhiên qua quá trình kiểm tra đã chứng minh động cơ của L39 không phải là nguyên nhân gây ra các tai nạn đó. Vụ tai nạn mới nhất của L39 xảy ra vào tháng 12 năm 2015 tại Avralsaurus, khiến phi công nhà lộn nổi tiếng thế giới Marco Agor thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đến nay vẫn còn là bí ẩn. Tại Việt Nam, năm 2007, trong lúc huấn luyện, một chiếc L39 cũng bị rơi xuống bờ biển thuộc địa phận xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.